Đây, mình sẽ phà khói ra trong phòng của mình. Đây các bạn, đó, khi mà khói nhiều quá nó sẽ chuyển thành màu đỏ nè. Và sau đó nó sẽ tăng cái khả năng hoạt động của nó lên, để mà giúp cho cái không khí của mình trở nên sạch hơn. Và đây, trên app thì nó cũng sẽ thông báo về cái tình trạng không khí trong nhà của mình luôn nè. Kém nè anh em thấy không, nó sẽ chuyển thành màu đỏ. Và nó sẽ tự động tăng cái khả năng công suất của nó làm việc lên, để giúp cho cái môi trường của mình nhanh trở lại an toàn. Rồi, bây giờ nó đã tốt trở lại nè anh em. Nó sẽ chuyển màu từ từ. Một cái sự cảm biến rất là thông minh luôn. Và không phải chiếc máy nào cũng làm được điều này. Hey, xin chào tất cả các bạn. Một chiếc máy lọc không khí mà có khả năng làm sạch vi khuẩn thì rất là cần thiết trong giai đoạn dịch bệnh như thế này. Và nếu nhà bạn có diện tích từ 35m2 đến 60m2 thì đây là một cái phiên bản mới của nhà Xiaomi mà mình đáng để quan tâm, của dòng Series 4 và là cái bản cao cấp nhất của series này, với phiên bản là Air Purifier 4 độ, cải thiện về diện tích làm sạch cũng như là lõi lọc. Thì bây giờ mình tìm hiểu kỹ trong video ngày hôm nay nha. Và các bạn thân mến, đây là chiếc 4 độ. Về thiết kế thì nó hoàn toàn giống với những thiết kế trước đây, nhưng mà nó sẽ to hơn khá là nhiều. Và cũng là hình trụ với những góc bo tròn để tránh được những cái sự va đập khi mà nhà có trẻ em, khá là an toàn cho chúng ta. Còn thiết kế tổ ong 360 như thế này thì giúp cho cái diện tích làm mát và làm sạch nó lớn hơn và nó đều hơn. Rồi, còn ở đây thì là một cái màn hình OLED để mà hiển thị những cái thông tin. Cái chiếc máy này với giá là 5 triệu thì mình thấy nó cũng có những cái cải tiến vượt bậc. Thì vượt bậc như thế nào thì mình cũng sẽ kết nối nguồn điện và sử dụng thử cho anh em xem. Rồi, khi mà mình kết nối nguồn điện á thì nó sẽ có một tiếng tít để thông báo. Mình chỉ cần ấn cái nút nguồn chỗ này nè bạn. Đấy, thì nó sẽ hiện lên cái logo của Xiaomi. Và cái lõi lọc 100% hay bao nhiêu đó thì sẽ hiển thị. Trên này thì nó sẽ hiển thị độ C, độ ẩm và cái bụi. Đấy, mình sẽ có nhiều tính năng để điều chỉnh, như là chữ A là tính năng tự động nè. Rồi, ở chế độ ngủ nè. Thì với chế độ ngủ này giúp cho mình ban đêm có một giấc ngủ ngon hơn, với cái công suất hoạt động nó rất là nhẹ nhàng, không tạo tiếng ồn. Rồi, ở chế độ bảo vệ sức khỏe nè. Đấy, những cấp độ đó mà mình có thể điều chỉnh rất là dễ dàng với những cái cảm ứng như thế này. Thì đây là một cái màn hình OLED tích hợp với khả năng là cảm ứng. Và nó đang hiển thị một cái đèn LED màu xanh, tức là nó đang thông báo cái không khí trong nhà của mình nó khá là sạch và an toàn. Mình sẽ giới thiệu sơ về cái phần lõi lọc ở phía sau này cho anh em. Thì cái phần lõi lọc này á, nó sẽ sử dụng được 9 tháng nha. Còn cái lõi lọc trước đây của những cái dòng á, cũng là của Xiaomi, nhưng mà cái phiên bản giá thấp hơn thì chúng ta chỉ sử dụng được khoảng 6 tháng thôi. Thì giờ mình sẽ mở cái lõi lọc ra cho anh em xem. Đây, cái lõi lọc này thì nó lớn hơn so với những cái lõi lọc trước đây. Cái lõi lọc trước đây thì nó là 4 lớp, còn với cái lõi lọc này thì nó là 5 lớp. Thì với cái lõi lọc 5 lớp này thì nó có khả năng dễ dàng loại bỏ ngay các hạt bụi mịn, tóc nè hay là lông thú cưng, thậm chí là làm giảm được cả mùi hôi và khói bếp trong nhà. Với một cái bộ lọc than hoạt tính với tốc độ hấp thụ cao, giúp khử mùi và lọc bỏ các chất ô nhiễm khác nhau như là bụi mịn, PM2.5, lông vật nuôi, phấn hoa, chất gây dị ứng. Ngoài ra thì nó còn có trang bị một cái thiết kế là lớp phủ kép kháng khuẩn và kháng virus được tích hợp, có thể vô hiệu hóa một số loại vi khuẩn và virus. Thì đây là một cái chiếc máy bảo vệ sức khỏe cực kỳ tốt trong cái giai đoạn dịch bệnh này. Rồi, thì cái này mình chỉ cần tháo lõi lọc ra, mình có thể dễ dàng vệ sinh bên trong, mình có thể dễ dàng vệ sinh bằng nước luôn các bạn, nên là khá là sạch. Còn ở trên này cũng vậy, mình chỉ cần bật cái nắp này lên. Ở đây nó có một con ốc, mình tháo ra thì mình có thể lấy cái phần trên này ra để mà mình vệ sinh. Thì ở đây là một cái lớp bên ngoài như thế này để bảo vệ khá an toàn nếu mà trong nhà mình có trẻ em. Rồi, với cái con này của nhà Xiaomi thì đương nhiên với mức giá 5 triệu đồng thì nó cũng phải có kết nối app. Thì bây giờ mình cũng sẽ test thử trong cái giao diện của app mình sẽ điều chỉnh được những cái gì. Đây, trên màn hình của mình là Garmin Home, mình sẽ bấm vào đây. Và sau đó mình sẽ bấm vào cái tìm kiếm thêm thiết bị. Các bạn có thể quét mã QR hoặc là mình có thể tự đi tìm thủ công. Thì bây giờ mình sẽ quét cái mã QR trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Rất là nhanh chóng luôn. Và nó yêu cầu là mình nhấn giữ cái nút phía sau này 7 giây nếu mà mình đã từng kết nối cái máy này với một cái điện thoại nào rồi. Còn cái này thì mình không cần reset lại, mình vừa khui cái máy mới để review với anh em luôn. Bấm tiếp, mình nhập cái mật khẩu wifi mình đang sử dụng vào và bấm tiếp. Đây, bây giờ thì thiết bị nó yêu cầu là mình để gần một xíu để cho tự động kết nối, mình không cần điều chỉnh gì hết á. Rồi, rất là nhanh chóng, thì tự động thiết kết nối thành công rồi anh em. Mình sẽ chọn cái vị trí đặt, ví dụ như mình đặt ở văn phòng đi. Rồi, mình bấm tiếp, đặt tên cho nó. Bây giờ bắt đầu trải nghiệm. Rồi, ở trong này thì nó sẽ hiển thị giống như cái màn hình LED nè, về bụi trong nhà nè, rồi chất lượng không khí nè, độ ẩm nè, nhiệt độ nè,
Đây thì nó thông báo là hạt thô tuyệt vời, là không khí của chúng ta đang rất là an toàn. Rồi mình có thể tắt mở nè, mình điều chỉnh những cái chế độ nè. Rồi mình bật cái ion âm nè, để diệt khuẩn nè. Rồi cái bộ lọc này số ngày ước tính còn lại là 291 ngày nè. Rồi mình có thể cài đặt được cái lịch tắt mở của chiếc máy này luôn. Độ sáng màn hình nè, hay là mình có thể cài đặt được cái khóa trẻ em. Nếu mà trong nhà mình có trẻ em mà hay bấm này kia thì mình có thể khóa lại luôn. Rồi âm báo nè, tình huống sử dụng thông minh thì mình có thể cài đặt trong này. Bây giờ thì mình sẽ test thử về một cái khả năng mà mình cực kỳ thích ở những dòng của Xiaomi. Đó là khả năng thông báo cái tín hiệu không khí trong nhà. Thì thử xem mình phà khói vào đây nó có chuyển biến hay không. Đây, mình sẽ phà khói ra trong phòng của mình. Đây các bạn, đó, khi mà khói nhiều quá nó sẽ chuyển thành màu đỏ nè. Và sau đó nó sẽ tăng cái khả năng hoạt động của nó lên, để mà giúp cho cái không khí của mình trở nên sạch hơn. Và đây, trên app thì nó cũng sẽ thông báo về cái tình trạng không khí trong nhà của mình luôn nè. Kém nè, anh em thấy không, nó sẽ chuyển thành màu đỏ. Và nó sẽ tự động tăng cái khả năng công suất của nó làm việc lên, để giúp cho cái môi trường của mình nhanh trở lại an toàn. Đây anh em, không khí tự động nó sẽ thông báo về cho mình, nó giảm xuống từ từ nè. Lúc nãy màu đỏ, bây giờ thành màu cam là cái mức độ ô nhiễm trung bình nè. Ở đây nó sẽ hiển thị màu cam luôn, thấy không? Nó sẽ hiển thị theo từng màu luôn á. Rồi, bây giờ nó đã tốt trở lại nè anh em. Nó sẽ chuyển màu từ từ. Một cái sự cảm biến rất là thông minh luôn. Và không phải chiếc máy nào cũng làm được điều này. Và các bạn thân mến, với cái khả năng làm sạch là từ 35 đến 60 mét vuông thì nó trang bị một cái công suất hoạt động là lọc lên đến 550 mét khối trên 1 giờ và có khả năng cung cấp đến 8.330 lít không khí sạch mỗi phút. Nó giúp làm sạch và tái tạo bầu không khí trong nhà một cách rất là nhanh chóng. Rồi, mình sẽ test từng cái cấp độ cho anh em xem. Ví dụ như đây là chế độ ngủ nè, thì gió nó rất là mềm mại, dễ chịu và hoàn toàn không bất kỳ một tiếng ồn nào luôn. Đấy, thì giúp cho chúng ta có một giấc ngủ ngon. Rồi, cấp độ mạnh hơn một xíu nè, anh em thấy không? Mới có cấp độ mạnh hơn một xíu mà gió nó đã phà ra khá là nhiều rồi nè. Rồi, mình thêm một cấp độ nữa. Đấy, cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà tiếng ồn thì cực kỳ thấp, nó dưới có 33,4 dB thôi, nên là không hoàn toàn không ảnh hưởng đến độ tập trung làm việc của mình. Và vừa rồi thì trong video này mình đã giới thiệu với anh em một chiếc máy lọc không khí đến từ nhà Mizea với mức giá 5 triệu đồng nhưng mà trang bị một cái khả năng hoạt động lên đến 60 mét vuông, giúp phù hợp với những cái chung cư. Và bên cạnh đó thì còn rất là nhiều tính năng như là đảm bảo về sự an toàn, diệt vi khuẩn, đảm bảo sức khỏe cho chúng ta trong cái giai đoạn dịch bệnh này. Nếu mà anh em quan tâm hãy comment bên dưới nha. Và giờ đây thì đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ kênh chúng mình nha.